Hello, xin chào mọi người. Mọi người thấy trên tay em đang cầm cây gì không? Dạ, đây là cây hạnh phúc nhé mọi người. Cây hạnh phúc trồng thủy sinh ạ. Đây là nó sẽ được trồng bằng trong cái chậu bình như thế này và cho nước mà. Đấy mọi người. Thì cây hạnh phúc là gì? Tại sao nhiều người lại yêu thích cái cây hạnh phúc này mà lại được ưa chuộng để trang trí như thế? Thì tại vì và tại sao nó lại hợp với cả phong thủy và rất là nhiều người quan tâm đến cái hạnh phúc này. Thì nếu mà chúng ta muốn tìm hiểu sâu hơn thì chúng ta hãy theo dõi cái clip này đến cuối clip nhé mọi người. Đó. Cái hạnh phúc này được biết là một loại cây cảnh mà có thể thấy dáng đẹp này và mang nhiều ý nghĩa phong thủy tốt đẹp nhé mọi người. Và có rất là nhiều người yêu thích và lựa chọn cái cây này để mà có thể trồng trong nhà và đãi trong nhà của mình nhé mọi người. Thì nếu bạn cũng đang tìm một cây hạnh phúc như thế này để mang lại hạnh phúc này giàu có cho mình thì mọi người hãy liên hệ mình nhá. Bây giờ mình sẽ chia sẻ với mọi người và mọi người muốn liên hệ với mình thì mọi người hãy để ấn số điện thoại và gọi ngay cho mình, hoặc là chúng ta có thể inbox trực tiếp đó mọi người ạ. Để mình có thể tư vấn nhiệt tình với mọi người nhé. Và có rất là nhiều ưu đãi để chờ mọi người luôn ạ. Dạ. Thì cái hạnh phúc này á, còn có một số loại tên khác mà mọi người hay gọi là cây dọc dạch này, hầu đậu này, xoan đậu nó. Và cái này thì thuộc họ đinh đó. Có nguồn gốc từ Nam Âu hoặc là Tây Á. Tuy nhiên là cây này rất phù hợp với khí hậu nóng ẩm của Việt Nam mình. Mới gia nhập vào Việt Nam khoảng 7 năm trở lại đây thôi mọi người ơi. Thì cây hạnh phúc này là thân gỗ và cành của nó, lá nó sung xuê như thế này đó mọi người. Cùng với những cái nhóm hoa học, hoa mọc sát, những nhóm hoa mọc sát nhau đấy về cạnh như thế này này. Chúng ta tưởng tượng như về cái sự bên cạnh, tưởng tượng là cái sự đoàn kết của các thành viên trong gia đình của mình ấy mọi người. Như việc là một gia đình lâu ngày không gặp lại đó, để ở trong như trong một bữa cơm của gia đình mình luôn, là nó có thể đây nó ôm tùm, nó xung xuê, nó lại gần nhau, xít lại gần nhau như thế này mà mọi người. Đó, mọi người thấy rõ không? Em không nói điêu một tí nào luôn. Cái hạnh phúc này là một loài cây thân gỗ dáng cao và chiều cao của nó trung bình khoảng từ, nếu mà cây mà lớn mà phát triển là khoảng 2 mét mọi người, to lắm. Đây là một loại cây mini rồi, loại này là mini để cảnh, làm cảnh để trong nhà, để bàn làm việc, để phòng học hay là phòng khách của mình ấy mọi người. Cái hạnh phúc này thì có hoa hay không đó, cái hạnh phúc này thì mang cái thì cái hạnh phúc có hoa nhá. Cái hạnh phúc này thì nó có cái màu hoa màu trắng tinh khôi luôn. Sau đó thì bông hoa thì cây nó sẽ ra quả hình hạt đậu và cây sẽ đặt trong môi trường văn phòng, cây hiếm ra hoa. Cây nhà nhỏ như này thì hiếm ra hoa lắm mọi người, tại vì cây mà to to, cây mà nó phát triển lớn rồi thì nó mới có hoa và có quả nhá. Cái hạnh phúc này rất là dễ trồng. Đó mang lại những cái ý nghĩa tốt đẹp nên là rất được nhiều người ưa chuộng. Và các bạn cũng không quá khó khăn khi chăm sóc chúng đâu, tại vì cây chỉ cần đảm bảo đủ nhiệt độ, ánh sáng và độ ẩm thì cây có thể sinh trưởng tốt và ra hoa đẹp rực rỡ luôn. Đó, trên thị trường hiện nay thì có rất là nhiều người hay nhầm lẫn cây hạnh phúc với lại cây hoa hạnh phúc. Hai loại cây này hoàn toàn khác nhau, giá thành của hoa hạnh phúc thì nó khác so với cả là cây hạnh phúc. Nó chỉ gọi như là gần cái tên nó tương tự như nhau là hoa hạnh phúc với cả cây hạnh phúc, nó khác nhau thôi đó. Theo phong thủy thì cây hạnh phúc này tượng trưng cho niềm vui, hy vọng và mãnh liệt và niềm tin sâu sắc vào cuộc sống hạnh phúc. Nhờ sở hữu cái bộ tán lá xanh mướt như thế này mà cây hạnh phúc trồng trong nhà thể hiện sự tinh tế, độc đáo và có tính cách giống như gia chủ. Đó mọi người ơi, xinh lắm. Mọi người để trong nhà xinh lắm ấy. Mọi người hãy nhanh tay hút em nó về luôn đi ạ. Đó, hạnh phúc này thì để ở trong nhà nè. Việc đặt cây hạnh phúc trong nhà sẽ đem tới cho mình cái hạnh phúc này,
đầm ấm cho gia đình. Trồng cái cây này ở trong nhà sẽ khiến cho chúng ta có một cái không khí gia đình vui vẻ và sum vầy. Cây hạnh phúc này đúng như cái tên gọi của nó là chúng mang ý nghĩa về sự kết nối các mối quan hệ, giúp cho các thành viên của trong gia đình của mình nó đoàn kết hơn, hòa thuận hơn và giữ gìn cái hòa khí hơn. Thì cây hạnh phúc này trồng trong nhà theo phong thủy còn giúp cho mình mang lại cái sự sung túc cho gia chủ này. Những người đang gặp khó khăn thì trong cuộc sống nếu mà đặt cây hạnh phúc này, nó sẽ giúp cho mình mang lại cái niềm tin này, hy vọng và một cái tương lai của mình nó tươi sáng hơn. Cây hạnh phúc này hợp với cả mệnh thổ nha mọi người. Mệnh thổ thì tượng trưng cho sự tài nguyên này, sự màu mỡ này. Cây hạnh phúc này thì có màu xanh lá tương tự cho mệnh tượng trưng cho mộc thì và thủy. Thì nó mang ý nghĩa là sự sinh sôi nảy nở và phát triển này. Hoa của loài này thì có màu trắng và nhạt để thuộc mệnh hoàng kim này. Quả của nó thì có màu đỏ và hồng thì tượng trưng cho mệnh hỏa, mệnh ý nghĩa khao khát và hoài bão trong một tình yêu đầm thắm. Chính vì vậy mà cây hạnh phúc này hợp với cả ngũ hành đó, chúng sẽ tương hỗ lẫn nhau, tương sinh hỗ trợ lẫn nhau ấy mọi người. Sự già cỗi và cái lụi tàn của cung mệnh này sẽ giúp cho cái khởi nguồn phát triển mang tính đột phá của cung mệnh khác. Thế nên là tuần hoàn theo quy luật vạn vật, đó là nó sẽ tuần hoàn theo quy luật vạn vật nữa. Thì vì cái cây hạnh phúc này thuộc ngũ hành nên là tuổi nào cây này cũng trồng và đều hợp nhé mọi người. Chúng mang lại cho mình cái tài lộc, may mắn, an khang và thư thái cho gia đình của mình. Thì cây này rất là hợp với tất cả mọi người luôn, hợp với mọi tuổi và mọi mệnh, là cây này nó hợp hết. Mình để ở trong nhà là mình sẽ may mắn, tài lộc và an khang, mình không phải lo nghĩ gì, nói chung là yên tâm đó. Thì cái hạnh phúc này có tác dụng là giúp cho không gian của mình trong xanh mướt này, trong lành. Và nhờ cái sở hữu cái bộ lá xanh bượt như thế này nên là cây có đóng vai trò là máy lọc không khí và hấp thụ những khí độc bụi bẩn trong nhà, giúp cho không khí của mình trong nhà nó trong lành hơn. Thì cái hạnh phúc này là một loại cây nội thất dùng để làm đẹp trang trí trong gia đình của mình rồi, nên là trồng được ở tất cả các nơi đấy, nên là rất là nhiều người ưa chuộng và thích cái cây này. Sau khi sau những ngày mệt mỏi, là sau những giờ làm việc vất vả thì mệt mỏi thì bạn sẽ cảm về nhà mà nhìn thấy cây này, mình cảm giác như kiểu là được hòa mình vào thiên nhiên và ngắm được những chiếc lá hạnh phúc như thế này, nó sẽ xanh mướt và đem đến cho mình cảm giác cái thư giãn này và dễ chịu ấy mọi người. Mọi người thử cảm nhận, mọi người thử mua về đi, xong rồi mình đi làm một ngày vất vả về mà mình được ngắm những cây cảnh mà mình trồng trong nhà, mình để trong nhà nó xanh mướt mà nó đẹp, là cảm giác trong lòng của mình nó dễ chịu và nó rất là an tâm ấy, đúng không ạ? Hơn nữa thì cái cây này nó còn mang tới cái không khí ấm áp và tràn đầy yêu thương và trong cái căn nhà của mình đó. Bên cạnh đó thì cây này cũng có thể làm quà tặng cho người thân, bạn bè và các dịp lễ, đặc biệt như khai trương tân gia hay là hạnh sinh nhật gì đó, là mọi người có thể tặng cái cây này nhá, rất là ý nghĩa luôn ạ. Với cái sự hoàn hảo này, đồng nhất từ gốc đến ngọn như thế này, cái hạnh phúc này tán lá xanh tươi thể hiện cho lòng tin này, niềm vui và mãnh liệt với cuộc sống của con người. Vì thế mà cái hạnh phúc này được làm được còn là món quà đặc biệt để dành cho người thân của mình đó, rất là xinh. Thì cái hạnh phúc này rất là đẹp, thế mọi người thấy không ạ? Nhiều đẹp lắm mọi người ơi. Thì mọi người mà muốn mua cây này thì mọi người có thể liên hệ mình nhá. Mọi người có thể gọi đến số hotline của mình để ở trên tường ấy mọi người ơi. Đó, số hotline của shop showroom cây đời.
Thì đó cũng là một số thông tin mà mình chia sẻ với mọi người về cây hạnh phúc thủy sinh này. Thì nó là thủy sinh nên cũng rất là dễ chăm rồi. Mình 2 tuần 3 tuần mình thay nó một lần. Nói chung là cái cây này rất là dễ chăm. Đó, mọi người mua về mình để bàn rất là đẹp. Thì mọi người mà có nhu cầu muốn mua và muốn sở hữu cái cây như thế này thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline và cái địa chỉ, thì mọi người có thể qua trực tiếp showroom để coi nhé mọi người. Đó, mình nếu mà mình ra đây qua trực tiếp thì mình sẽ tư vấn cho mọi người kỹ càng hơn về cái cây hạnh phúc này, sẽ không để mọi người thất vọng là mình có rất là nhiều ưu đãi dành cho mọi người. Có thể ưu đãi ví dụ như kiểu là mình mua combo đi. Đó, mua combo ví dụ như là mình mua một cây hạnh phúc và một cây bản lộc như thế này, thì một cây bản lộc hay là một cây bản liên thanh như thế này thì có rất là nhiều quà và ưu đãi cho mình nhá mọi người. Thì muốn biết chi tiết hơn về cái quà combo như thế nào thì mọi người có thể alo trực tiếp ngay cho mình để mình có thể check luôn nhé mọi người. Bye bye mọi người, cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ.